chào quý vị đến với chương trình Đời Sống Quanh Ta, Life Around Us with Billy Lay. Kính thưa quý vị, theo chương trình thì chương trình này được chiếu vào ngày thứ hai, thứ tư và thứ bảy hàng tuần để đem đến quý vị những thông tin hữu ích nhất. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay với chương trình Đời Sống Quanh Ta, chúng ta sống tại đất nước Hoa Kỳ, đôi khi có rất là nhiều sự kiện xảy ra, nhất là khi chúng ta sống trong một cái mái ấm gia đình, nhưng đôi khi chúng ta lại có rất là nhiều gia đình nhỏ ở trong đó, như là ông bà, cha mẹ rồi các em nhỏ, đôi khi sống với những thế hệ khác nhau trong một cái gia đình thì đôi khi có những cái sự mâu thuẫn, hoặc là các em nhỏ lại chưa biết cách cư xử với ông bà hoặc là cha mẹ. Nên ngày hôm nay với chương trình Đời Sống Quanh Ta, Billy có sự hân hạnh được mời được hai người vị khách đến để mà trò chuyện với chúng ta, vì họ là những người đã sinh hoạt trong cộng đồng rất là nhiều lâu năm, và trong cộng đồng xin quý vị cùng Billy chào đón anh Minh Quân và chị Thúy Hồng. Anh Minh Quân và chị Thúy Hồng là một trong những người đại diện cho Hope Community Services, đó là Hội Hy Vọng Phục Vụ Cộng Đồng. Thì theo Billy biết là chị Thúy Hồng là một trong những người giám đốc điều hành của Hội Hy Vọng, với bằng thạc sĩ về tâm lý, cố vấn tâm lý giáo dục, nhất là giúp cho các em trẻ nữa. Thì ngày hôm nay xin chị Thúy Hồng và cũng như là anh Minh Quân gửi lời chào đến quý vị khán giả của đài IBC TV. Dạ vâng, trước hết Thúy Hồng xin gửi lời chào đến tất cả quý vị đang xem đài, và hôm nay rất được hân hạnh được đến đây để chia sẻ những kinh nghiệm và những gì mà Thúy Hồng có thể đã hiểu biết trong những năm sinh hoạt trong cộng đồng để gửi đến cho quý vị những lời nhắn nhủ cũng như là những kinh nghiệm mà có thể giúp quý vị nhiều nhất trong gia đình ạ. Thưa quý vị, cho phép Minh Quân xin được chào quý vị đang cùng theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và chúng tôi mong rằng được mang đến cho quý vị những thông tin, những chia sẻ để giúp quý vị sẽ cùng chúng tôi có một cái cuộc sống thật hạnh phúc bên cạnh những người thật yêu của mình. Dạ vâng, kính thưa quý vị, trong một cuộc sống, trong một gia đình thì chúng ta có nhiều thế hệ chung với nhau. Thì thưa anh Minh Quân, là khi mà chúng ta sống trong một ngôi nhà thì không biết là có những cái sự mâu thuẫn gì trong cái gia đình đó hay không, và nếu mà như vậy thì người lớn chúng ta có cần phải làm gương cho các bạn trẻ không? Anh Minh Quân nghĩ rằng là chắc chắn sẽ có. Trong một gia đình mà nếu chúng ta có nhiều thế hệ ở chung một mái nhà với nhau thì chắc chắn nó sẽ có những mâu thuẫn. Mà là người Việt Nam chúng ta thì các bạn cũng biết rằng là quen với một cái cuộc sống là ở chung với nhau như vậy. Không chỉ ở Việt Nam mà ở Mỹ này cũng vậy nữa. Chính vì thế mà nếu như chúng ta không có cập nhật được những kiến thức, chúng ta không hiểu được nhau trong gia đình, chúng ta không chia sẻ được với nhau trong gia đình thì chắc chắn những mâu thuẫn nó sẽ xảy ra thường xuyên. Và đặc biệt nữa, chính chúng ta là những người sẽ làm gương tốt hoặc gương xấu cho các em trong gia đình của mình, cho các con, các cháu của mình. Thì chắc chắn Thúy Hồng cũng sẽ cảm nhận với Quân điều đó, đúng không ạ? Dạ vâng, ngay chính với Thúy Hồng đây là một người trẻ sinh ra bên Việt Nam nhưng mà lớn lên ở Mỹ và sống chung với bố mẹ, ông bà, rồi bây giờ ngay cả chính Thúy Hồng là có gia đình và có con, thì trong gia đình là hiện tại là sống với ông bà và bố mẹ rồi thêm con cái của mình nữa, cho nên nói chung ba thế hệ sống với nhau. Thì hàng ngày nó vẫn có những cái sự việc hoặc là những cái cuộc đối thoại mà nó coi như là nó không có được rõ cho lắm, tại vì hai cái ngôn ngữ hoàn toàn khác nhau. Các em sinh ra ở nước Mỹ hầu hết thì các em nói tiếng Việt chỉ có chút chút thôi, và ngay cả mình đây là cha mẹ mà mình cái phần tiếng Việt mình nói chuyện với cha mẹ của mình nó cũng còn không có rõ nữa, cho nên có những cái nó hơi khó khăn một chút xíu. Thì là chính Thúy Hồng đây là thấy những cái sự mâu thuẫn đó nó rất là dễ xảy ra, và mình phải làm cách nào đó trong gia đình phải hiểu biết nhau nhiều hơn và hiểu có những cái cách mà mình có thể mình sử dụng trong cuộc sống hàng ngày để góp phần giúp thêm cho cái gia đình mình nó được hạnh phúc hơn. Minh Quân nghĩ rằng trước khi chúng ta
sẽ nói về làm sao cho mối quan hệ trong gia đình đó, nó được thuận hòa, thì chúng ta sẽ phải chia sẻ là những người lớn chúng ta sẽ phải làm gương cho các em như thế nào. Dạ, vâng. Vì các em chính là những mầm non, những người thế hệ tương lai của đất nước. Dạ. Đúng không ạ? Và những người sẽ tiếp tục mang đến những kiến thức, mang đến những điều hay nhất cho cuộc sống này. Chính vì thế mà Quân hỏi rằng là Billy với Hồng cảm thấy rằng là chúng ta có nên làm ngơ trước với những cái hành động mà các em ở trong gia đình á, không có tôn trọng ông bà, không có tôn trọng người lớn. Ví dụ như nói leo các người Việt Nam nói leo, là tức là người lớn nói thì mình cũng nói theo, hoặc là mình không biết chào hỏi, hoặc là có những cử chỉ, những hành động, những lời nói mà không có tôn trọng ông bà không? Theo Thúy Hồng thấy đó, thì thật sự cái vấn đề mà tôn trọng ông bà cha mẹ trong gia đình đó, thì nó cũng giữa hai thế hệ nó có cái sự khác nhau về họ đánh giá thế nào gọi là sự tôn trọng. Ví dụ như đối với ông bà cha mẹ đó, thì tôn trọng là phải lúc nào cũng lễ phép nè, cha mẹ nói gì là phải nghe nè, lúc ông bà cha mẹ lúc nào cũng đúng, và nói chung là đi thưa về trên đặt đâu con ngồi đó lúc nào đó, thì cái đó đối với ông bà cha mẹ là sự tôn trọng. Nhưng mà đối với các em lớn lên ở bên này hoặc là sanh ra ở bên này đó, thì sự tôn trọng của các em nó lại suy nghĩ một cách khác. Nó cũng có những cái lý của nó, và nó cũng muốn được ông bà cha mẹ phải lắng nghe. Tại khi ông bà cha mẹ lắng nghe thì nó mới có thể đưa lại cái sự tôn trọng đối với ông bà cha mẹ. Cho nên nhiều khi cái sự hiểu biết khác nhau về cái sự tôn trọng nó có thể tạo ra những cái mâu thuẫn. Nhưng mà một điều mà mình nên lúc nào cũng phải nhớ, như anh Minh Quân cũng vừa mới nói, là mình đừng làm ngơ với những cái sự việc xảy ra nhỏ, hoặc là những cái câu nói, những cái lời nói, hành động nhỏ nhất mà nó có tỏ ra là không tôn trọng đối với người lớn hoặc là đối với cha mẹ trong gia đình, thì chắc chắn mình không nên làm ngơ. Dạ. Tiếp lời của Thúy Hồng á, thì quý vị cũng như là Hồng và Billy thấy rằng là ngày xưa đó, như Thúy Hồng đã nói á, là cái sự tôn trọng mà các bé phải tôn trọng ông bà như người lớn là vâng lời, cha mẹ đâu con ngồi đó, vân vân, đúng không? Nhưng mà bây giờ thì nó cũng không còn đâu. Yeah. Bây giờ đó là con đặt đâu cha mẹ ngồi đó. Nhưng mà ở đây có một chỗ lằng là chúng tôi rất mong là các bậc cha mẹ chúng ta đừng có làm ngơ khi thấy con mình, bất chợt thấy con mình, thấy cháu mình thiếu sự tôn trọng với ông bà. Yeah. Thiếu sự tôn trọng với những người lớn tuổi thì mình nhắc nhở các em. Đúng. Nhưng mà các em bây giờ thì nó khôn lắm, nên mình nhắc nhở các em thì cũng đừng nhắc nhở các em vội vàng trước mặt tất cả mọi người, sẽ làm cho em nó quê. Mà thường các em nó quê á, nó sẽ bị phản ứng lại. Cho nên là mình khéo léo nhắc các em, có thể đưa các em ra riêng một góc, hoặc là khi mình về nhà mình sẽ nhắc hôm nay mẹ thấy như vậy, bố thấy như vậy đó, con như vậy là không có đúng, con phải nhớ là hồi nãy khi bà nói thì con phải dạ, hồi nãy bà nói con hôn cái gì, đúng không ạ? Hoặc là dụ như con muốn hỏi, ví dụ như em con đâu rồi ông, hoặc ông ơi em con đâu rồi, thì con lại hỏi là em con đâu rồi, thì con không có hỏi rằng là ông ơi em con đâu rồi, hoặc bà ơi em con đâu rồi, thì con nhớ vậy nha. Tức là chúng ta sẽ tập cho em nó từ từ, và cái đó là một cái lợi thế rất lớn cho các em khi sau này các em bước chân ra đời, khi lớn rồi đó, mấy em sẽ có một cái vốn sống mà khi đi đến đâu các em cũng được mọi người thương mến. Vậy có nghĩa là anh Minh Quân đề nghị là người lớn nên phải làm gương cho các bạn trẻ. Đúng. Ở đây mình chưa nói vấn đề làm gương nha, mà mình đang chỉ nói vấn đề là đừng làm ngơ đó. Đôi lúc cha mẹ đó sẽ bận rất nhiều công việc, và các bạn thấy là cuộc sống ở Mỹ này á là cơm áo gạo tiền, đúng không ạ? Một ngày một tháng mà chúng ta không đủ tiền trả bill là không được. Cho nên lúc chúng ta thấy chuyện đó ok bình thường quá, mình bỏ qua. Nhưng mà bỏ qua lâu ngày các em thành thói quen, và khi sau này mình sửa cho các em nó khó lắm. Nó khó lắm. Cho nên là chúng tôi đều mong muốn là các bậc cha mẹ chúng ta sẽ không làm ngơ
cố gắng nhắc nhở các con mình ngay lập tức. Đúng rồi, ngay lập tức thì đúng là ngay lập tức đó, nhưng mà nếu mà ngay lập tức trước mặt mọi người á thì các bé nó sẽ có cái phản ứng nó bị quê, cho nên là mình cũng phải làm sao khéo léo, thực sự rất là khéo léo. Mà với Hồng là mình vừa biết được là có ba đứa con nha, và Hồng phải giúp cho ba đứa con nó cũng rất là cực, phải không Hồng? Dạ, hả? Vâng. À, các em nó lớn lên bên này nó có một cái nó gọi là individualism, đó là nó cái chủ nghĩa cá nhân rất là cao đối với các em sinh ở bên nước Mỹ. Thì các em nó lúc nào nó cũng cho là mình đúng hết á. Thì thật sự mình hồi xưa mình còn nhỏ mình cũng vậy thôi, mình cũng cho là mình đúng. Bởi vì khi mà cha mẹ mà nhắc nhở con mà ngay lúc đó, ngay tại lúc đó, thì đầu tiên cái sự phản ứng đầu tiên là nói con đúng, con không có sai. Nhưng mà nếu mà mình dành thời giờ mình giải thích hoặc là mình đem nó vô một phòng mà nơi yên lặng để nó tĩnh lặng xuống một chút xíu, mình giải thích và mình nói tại sao mẹ thấy con sai và đây là những lý do, thì khi các em được giải thích, được nó thấy là mình bỏ ra thời giờ để mình quan tâm, mình giải thích cho nó, thì nó sẽ dễ dàng nó nghe hơn, và nó nghe và nó thấm hơn là khi mà mình la liền một chỗ xong rồi là mình lại bỏ đi đó. Mấy em sẽ sợ hãi, dạ, không bao giờ sẽ sợ và coi như nó không, nó mặc kệ, nó ok la rồi xong rồi thôi đó. Nhưng mà phải giải thích, phải dành thời giờ, rồi phải cho nó cái thời gian nó lắng động để nó suy nghĩ tới cái việc làm của nó, thì lúc đó thì nó sẽ có cái phản ứng khác và nó sẽ cố gắng lần sau nó không làm như vậy nữa. Dạ. Và thực sự rằng cái cuộc sống ngày hôm nay á, chúng tôi vẫn biết rằng là các bậc phụ huynh, các bậc cha mẹ đó quá bận rộn. Dạ. Cho nên không có nhiều thời gian để gần gũi thôi. Nhưng mà nếu chúng ta muốn các con chúng ta nó có được những cái trải nghiệm, có được những kỹ năng sống, thì ngay lúc bé 1 tuổi, 2 tuổi chúng ta phải tập, phải nhắc nhở các cháu và đừng làm ngơ các cháu. Tại vì thực sự tới 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi, 6 tuổi là rất là khó. Dạ, vâng, tại cái bé thành thói quen rồi. Dạ đúng rồi. Thói quen rồi. Cho nên là rất mong các ba mẹ hãy dành thời gian cho bé ở những cái lứa tuổi ngay từ lúc đầu, để chúng ta có thể là nhắc nhở các cháu và chúng ta đừng làm ngơ trước những cái điều mà các cháu làm không đúng, thì mình sẽ giúp cho các bé trong sự xây dựng, dạ, chứ không phải sự khiển trách. Đó. Dạ vâng, kính thưa quý vị, đừng làm ngơ với những gì các em làm. Và giúp cho các em, cho xin quý vị hãy đừng dời máy, chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại sau đây để mà nói thêm, ngoài phần làm ngơ ra thì còn cái gì nữa.